ring ring， 希望听到你说嗨。加长耳朵，提高警觉，神经细胞全面戒备，你的电话绝不漏接。Ring a ring a ring。Xem hôm nay mình có set đồ gì nhá. Các bạn nào mà đang tìm kiếm cái chân váy da ấy, nhớ về xem đấy. Mình có một áo len cộc tay, chất liệu len tăm, rất là mềm mại luôn ý. Điểm nhấn chính là cái đường cắt áo ở cổ này. Và để tông xua tông thì mình lựa một cái chân váy da màu nâu. Em này thì có lớp lót quần bên trong, chất liệu vải da vô cùng mềm, không bị cứng dáng ấy, lại còn cặp cao nha. Cứ gọi là siêu hách chân. Phối cả cây là một tông màu nâu, đẹp cực kỳ mọi người. Mình thích cái chân váy này lắm. Dáng chữ A, cặp cao nên là rất là dễ mặc, không có bị dừ. Bạn này có thêm màu đen nữa đấy. Ngoài ra mình có thể phối được với rất nhiều thứ với em chân váy này. Mùa đông là nhất định phải có một chiếc chân váy da nha. Mà cái chất liệu da này không bị quá bóng, không cứng. Những cái đường may thì chắc chắn, những cái phần điểm nhấn cũng basic nên là mình thấy phù hợp để mặc trong nhiều dịp lắm. Còn cái em áo len tăm này mình thấy có 3 màu, màu nâu, màu đen và màu xanh. Trời ơi, phối với em chân váy hôm trước cũng xinh lắm đây này. Cái màu này nó dễ mặc lắm mọi người ơi, nhàn nhã ở cái phần cut out ở cổ ấy, làm cho cái outfit nó cũng lạ hơn đấy. Nói chung là hai cái em hôm nay mình thấy mặc chung với nhau hoặc là tách ra đều rất. Mình thấy mọi người review cái set này xinh dã man. Không biết là 1m54 như mình thì có mặc được không ta. Đầu tiên là một em chân váy hoa nhí màu đen. Ôi trời, cái tác cute thế. Mình mặc size S nha. Chân váy có chun sau, có khóa kéo cái đường may rất là cẩn thận luôn. Đương nhiên không thể thiếu lớp quần bảo hộ này. Chất vải chiffon hàng, thằng nào sở thích cực, nó cứ mịn dày xong bay bay ấy. Và mình thấy mọi người mix với cả em áo len cardigan này, có chất liệu là thun gân. Mình đã rất bất ngờ bởi vì cái chất này luôn, nó dày dặn, cuối cùng có thể tháo rồi, độ co giãn tốt, ống tay thì rất là dài. Này, mình cho mọi người xem lại cái chất một lần nữa này, không có sợ bay xù rão gì luôn ấy, rất là dày dặn, hổ ấm nha. Mọi người thấy thế nào? Phải nói là cái set này nó hack chiều cao thật. Chân váy và áo mình mặc đều rất là vừa vặn. Cái áo này nó tôn vòng hai cực kỳ, và cái màu đen này mình mặc sẽ cảm giác gầy hơn. Set này kiểu cũng rất là nữ tính với sành điệu, đơn giản nhưng mà lại dễ mặc. Quan trọng là giá rất là học sinh sinh viên. Còn nếu như mà mình thay đổi phụ kiện một chút thì cái set này lại trở nên rất là năng động và cá tính. Nói chung là có thể biến hóa được 7-7-4-9 gì. Mọi người có thể múc riêng từng món hoặc múc cả set. Ví dụ như áo khoác nè, mặc tách ra xinh miễn chê. Ưng quá. Noel có thể không có gấu nhưng không thể nào không có quần áo đẹp được ạ. Không xem cái set này thì tiếc cực. Mình sẽ cần một cái áo trễ vai, chất liệu len tăm cực dày dặn. Điểm nhấn ở cái phần dây này đây, nhưng mà lại rất là mềm nha, không có sợ xù, độ co giãn rất tốt. Ôm người em này có hai màu trắng và đen á. Rồi mình sẽ cần tới một em chân váy hot nhất hiện nay. Em này có thiết kế lạ mắt, cặp lại chất liệu nhung tăm này dày lắm luôn ấy. Các chi tiết được may rất đẹp, cái dáng chân váy này rất ôm eo, tôn dáng. Bảo sao cái set này hot như thế, trông người mi nhom là mặc cái set này ra gì phết đấy. Chân váy này mình đang mặc size S ha. Chiếc áo này có thể khéo léo khoe xương quai xanh, là quan trọng nhất ấy, là mọi người sẽ không sợ bị tù hoạt động giơ tay các thứ thoải mái luôn. Vì bạn chân váy này cặp cao thế nên sẽ mang đến cảm giác chân mình dài hơn đấy. Mình thấy mẫu mặc có đi bốt nên là mình thử với giày búp bê hoặc là bút cổ ngắn cũng vẫn ok la nha. Máy nếu như các bạn không thích mua theo set thì cứ tách ra, vì hai cái bạn này cũng dễ kết hợp với đồ lắm đấy. 1.5m mà mặc có như 1.6m không cơ chứ. Có hơn 200 cành mà mình tậu được một cái set đồ xinh xuất sắc. U là trời, một cái set mà mình nghĩ là mặc đi chơi Noel hoặc là đi chơi Tết quá đỉnh luôn ấy. Set dạ có họa tiết răng sói. À nhưng chất dạ của bạn này kỳ lắm, mọi người xem bên trong này, kiểu bông đúng không? Mà vài dạ dày nha. Chân váy có lớp lót bảo hộ và khóa kéo ở phía sau và tuju ở phía dưới. Bạn này thì mình thấy có hai màu, cái màu nâu như của mình và màu đen trắng. Cái áo nó đẹp xỉu là mình quên đi cái việc có chỉ thừa. Cái dáng của bạn này thì dạo gần đây đang khá hot nhưng mà mình không thích cái màu hồng xanh đấy. Em áo này có cái phần cúc siêu đẹp, lớp lót rất là xịn sò, dáng hơi crop top một chút. Nói chung là quá xinh cho cái set này, không có gì phải chê cả. Đó cũng hợp với không khí lễ hội Noel đấy chứ. Mặc thêm em áo cổ lọ hoặc là em áo sơ mi bên trong là hết sợi. Điều đặc biệt là mình thấy cái set này không bị quá là rộng cho cái đứa 1m54 và 43 cân như mình. Mà bạn này thì có size nha, S và M, xinh lắm mà các bác ơi. Mà cái màu nâu này làm da mình trắng thế, tôn da phết đấy chứ. Mà giá thì chỉ có hơn 200 cành, tôi được cái set quá ưng rồi, vừa đẹp vừa ấm lại vừa rẻ, 10 điểm. Hôm nay vừa thức giấc, hoa mai vàng đã nở, từng đàn em tung tăng bay trước hiên nhà. Lại một năm vừa qua, bộn bề biết bao nhiêu điều mong.